Ban An toàn giao thông quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, cùng với tuyên truyền lưu động và trực quan trên các tuyến đường chính, Ban An toàn giao thông quận đã tổ chức 68 lượt buổi tuyên truyền các chuyên đề, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông tại các trường học, khu dân cư. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành cùng việc đẩy mạnh biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, nên tai nạn giao thông xảy ra 5 vụ làm chết 5 người, giảm 2 vụ và giảm 2 người chết so với năm 2019. Năm 2021, Ngũ Hành Sơn sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi có nguy cơ gây tai nạn cao. Phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông xuống từ 5 đến 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2020. Dịp này có 9 tập thể và 16 cá nhân được Ủy ban Nhân dân quận tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020.